Theo truyền thông Trung Quốc, Độ Hoa Niên của Trương Lăng Hách vừa phát sóng đã vượt điểm nhiệt của Mặc Vũ Vân Gian. Khán giả đánh giá phim có nội dung ổn, hai diễn viên chính kết hợp đạt. Độ Hoa Niên đã lên sóng 6 tập đầu tiên, đây là dự án nối sóng của Mặc Vũ Vân Gian. Ở Độ Hoa Niên, phim có sự góp mặt của Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch. Sau những tập đầu tiên của Độ Hoa Niên lên sóng, truyền thông Trung Quốc đưa tin khán giả phần lớn khen phim ổn. Từ tập 1 đến 4, mỗi tập phim có 4 quảng cáo, tập 5 có 3 quảng cáo, tập 6 có 2 quảng cáo. Như vậy, tổng cộng phim có 21 quảng cáo với 120 giây. Về điểm nhiệt thì phim vượt mặt cả Mặc Vũ Vân Gian khi trở thành phim đạt top 1 điểm nhiệt ngày chiếu đầu trên Youku từ đầu năm đến nay. Theo đó thì Độ Hoa Niên có 6.598 điểm. Tính tới sáng ngày 27 tháng 6, phim đã tăng mức nhiệt lên 7.000 điểm. Điều này cho thấy dự án đang được khán giả quan tâm và theo dõi. Nhiều khán giả đã để lại các bình luận khen dự án này, trong đó phần đông đánh giá trang phục ban đầu tưởng khá nặng nề, nhưng lên phim trang trọng bắt mắt, bối cảnh đậm chất cổ trang, không màu mè, tổng thể phong cách nghiêng về đơn giản mà khí thế. Nhịp độ phim phù hợp, trang điểm ổn. Về nội dung, phim vừa quyền mưu vừa hài hước, không làm khán giả phải căng thẳng khi theo dõi. Nam nữ chính phù hợp với thiết lập nhân vật, tạo cho khán giả xem thấy được cách thể hiện tình cảm chân thật, không bị gượng gạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó, phim vẫn vướng phải một số điểm trừ. Khán giả chê khuôn miệng của Trương Lăng Hách không đẹp, Triệu Kim Mạch bị đánh giá không hợp với cổ trang khi sở hữu gương mặt to tròn, nét mặt hiện đại dù diễn xuất không tệ. Trong khi khán giả quen mắt với những mỹ nhân gương mặt thanh thoát và nhỏ nhắn trước đây, một số cảnh quay trong phim bị làm chậm gây cảm giác dê già không cần thiết, nhạc phim chưa nổi bật, nhiều đoạn nhạc không lời tạo cảm giác trống rỗng cho người xem. Các bạn có những suy nghĩ gì về những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hà phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.